Tới nơi rồi. 6 tiếng đồng hồ thì vật vã ngồi lên ngồi xuống thì em đã đến nơi rồi. Bà ngoại 10 tiếng từ nghiệp bà ngoại với ông ngoại, không biết bà ngoại với ông ngoại sao. 10 tiếng đồng hồ luôn. Từ Houston qua đây không biết chị hai giờ. Bây giờ cho người ta xuống hết rồi mình xuống. Lấy hành lý xong rồi. 80 mấy độ là cũng nóng rồi đó. Bây giờ mình chờ người thân lại. Người ta rước mình về ngay chỗ mà cái chỗ mà mình mướn cho ở, cái người chỗ người quen. Sau đó thì mình đợi tới 1 giờ mấy mình đi rước bà ngoại. Ở giống như kiểu thung lũng vậy hả chị? Ở bên biển là bên núi nè đó, để quay để mình mường tượng là được là hào quang như thế nào. Cứ bờ đâu quay đó. Đúng rồi. Bên đây là núi nè, còn bên đây là biển nè. Đó, ngoài xa xa bên kia là biển. Đây, ông anh bà chị của mình đi rước mình qua cái đường. Wow, lên đèo xuống dốc. Từ đây mình về nhà cũng gần anh Dũng. Đây nhà mấy phút. Nhiều ở đây chung cư nhiều quá anh hả? Cái đây là chung cư hả anh? Dạ anh. Wow, đất chật người đông phải không? Nên là phải làm chung cư. Wow, cái chung cư đó đẹp quá. Giống Honda Việt Nam. Ồ, giống Honda Việt Nam á chị. Đẹp quá. Dạ. Tiền nói. Một cái unit không quá là nói là hình như 700 ngàn rồi đó. Triệu luôn á. Tại vì là nằm ngay cái khu du lịch mà. Wow, đây là những con đường của Hawaii nè, những cái nhà. Hình như bên đây nhà Rambler nhà nhiều hơn ha. Đâu nhà nó xây lên 2 tầng, nó xây hai lên tầng. 2 tầng ấy nó trong. Ý là không có cao lắm. Nó 2 tầng là cao, maximum 2 tầng. Nhà chỉ 2 tầng thôi, còn apartment nó là 3-4 tầng thôi. Dạ. Còn mà xây trên nữa là không được. Dạ. Còn cao thì phải cao hết. Dạ. Dạ, mất view của ta. Dạ. Nhưng mà lùng ở đây thì nhỏ nhỏ vậy chứ cũng là giá trị không á. Giống như này là tối xuống đây đi ăn này kia. Cái đây là khu gì anh Dũng? Tới quay kia rồi. Cái này. Bên đây có cây xăng tên là ngộ quá hả? Đọc là gì? Hele. Có pop ice nè Trí. Trí này. Trí là trước có nhà có ông bạn cho mướn Airbnb á, mà giờ ông nó không cho mướn nữa. Anh. Nguyên căn nhà luôn. Dạ. Wow, xa là cây xoài, còn cây xoài nó trái dữ lắm luôn. Cái khẩu trang lớn. Nằm cái trái đó anh hả? Cái dải bên trái đó phải không? Ok. Tại vì nghe nói đi lên đó là nhìn đi xuống là thấy mình phải lên đó mình phải muốn đi phải book trước nha. Sao vậy? Nó lại đông quá đó. Dạ. Book trước ngày. Ủa? Chứ không phải mình lấy xe gần tới đó là mình đi bộ lên đó hả anh? Thì mình book vô chỗ mình đóng tiền trên đó mới lên trên đó được. Ủa? Bàn khác, à đi bàn khác đó qua là. Oh, diamond head and a friend. Trước đi anh đi ra mình đi đua vô qua đường tắm mình mới bắt đầu hiking lên trên đó. Đi hiking lên. Ông leo vô thì ở dưới ngoài không thấy được cái thú của mình. Cái thú gì ạ? Sở thú à? Dạ. Wow, khi mà mình thấy có sở thú là có nhiều cây á. Sở thú là cái ở đây không có thú gì. Wow, mình thích mấy cây dừa này nữa bên đây. Dễ thương cái ao, cái đầm. Nhưng mà nước gì? Cái đầm với mấy cái ao à? Cái này nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó ha. Ở cái nhà bên trái bên kia cũng xây bằng tú trên núi. Wow. Nhà phía trước cao của mình đây hả? Bên trái nè. Bên trái đây nè. Wow, cao vậy sợ không? Đây thì mình sẽ ở đây. Mình ở Tower 2. Bao nhiêu thang máy đây nè? Tầng 25 tới tầng 38 hả? 38. Con có vui không? Vui mà sao cái miệng thấy nước lên chứ sao mà miệng xuống vậy? Vui mà kìa, cái miệng kìa vậy? Cười cái. Đổ cái tóc của con như là cái tóc của con đây là chút để cho con người Hàn Quốc á. Wow.
Wow, đây là cái unit mình mướn đây, đẹp quá. Có cái view ra ngoài kia. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô trong đây. Trong đây có hai giường ngủ. Dễ thương chưa? Hello Trí. Đó. Wow, cái view nè. Thang 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 thang. Cái view. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Check out nhà bếp coi có cái gì có đầy đủ hết. Bây giờ mình đang đi nước bà ngoại nè. Bà ngoại cho Trí. Bà ngoại. Chích hai ông ngoại. Trời ơi, mệt dữ không? Nam đi. Hello Kevin. Hello Kaylin. Hello. Cái view bên phòng của bà ngoại. Wow, đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn. Conference Center hả? Cái này là Conference Center đúng không Dũng? Wow, building vừa 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 đẹp quá. Đây, một xíu sơ lược về Hawaii. Cái dừa gì không có trái gì á, gì chứ? Cái gì? Ala gì? Ala Mona. Ala Mona. Phổ quanh mà nãy em nói em tưởng là phổ quanh. Ồ quanh hả? Năm phổ quanh. Ba em đã có phở rồi đây, phở đặc biệt. Phở đặc biệt. Wow, ngon vậy ta. À không em. Trời ơi, người đẹp hàng gì dữ dáng quá trời, ăn lửa cuốn rồi vậy đó. Không phải gì ta. Đặc biệt regular. Mình ăn xong rồi, bây giờ mình đã đi ra biển đi coi đốt pháo bông. Đi coi đốt pháo bông ở ngoài biển chỉ có thứ sáu hàng tuần. Cái phở, cái quán phở quanh này ngon nha. Ý là anh nói là bên đây thì giá mắc hơn bên dòng sông bên đây, còn bé bên dòng sông bên kia thì rẻ hơn. Nhà rẻ hơn là tại vì nó đồi núi hơn. Không, mình không phải đồi núi mà tại chỗ dân bên đó ăn uống bên đó người dân thường, dân đây. Dân đây ăn xa hơn. Dân bên đây dân du lịch. Dân bên đây. Wow, dễ thương quá. Cái hư tầm cơ mẹ, cái khách sạn mấy bên trái cơ mẹ. Wow, dễ thương quá ha. Wow, mẹ coi cái trước cửa khách sạn cái. Mà sao biết đường rồi giờ họ muốn đi ra rồi sao? Họ kiểu mấy người này ở đầu lúc kia này. Họ ngồi luôn. Coi luôn mà. Thế hả? Lần đó ai đi ra là họ phải rời. Wow, đã quá luôn. Hello. Wow. Mình đang ông ngoại với Trí nè. Trời ơi, trời ơi, Trí cao bằng ông ngoại luôn. Bà ngoại là Trí qua bao nhiêu năm là bà ngoại bao nhiêu năm là Trí bao nhiêu tuổi? Dạ. Trí bao? Giờ 14 tuổi là bà Mỹ 14 năm á. Bà ngoại chắc khu rồi. Chưa, ông ngoại bà ngoại vẫn còn làm hãng chị. Dạ, còn là ngầm hãng luôn. Chưa chịu nghỉ. Hết năm nay. Hết năm nay. Khách sạn Hilton. Người ta lui xe kìa nha. Mình đang đi coi đốt pháo bông mỗi thứ sáu. Ông bà ngoại đẹp chưa? Đẹp quá kìa. Ủa gì kỳ vậy? Đâu đây vậy? Trời ơi, thích xuống biển. Trời ơi, cháu mình đã đứng nó làm dáng với biển nè. Ba. Chưa. Vui không con? Đừng có làm ướt áo nha, thôi rửa tay đi lên con, đi. Wow, vui thiệt là vui luôn á. Mình đi coi vô người ta múa lửa nè. Mấy cái này vui quá ta. Wow, cái này lội nước nè. Hay.
đẹp luôn. Ta chuẩn bị nè. Kết thúc một ngày mình ở Hawaii quá đẹp. Ôi tối quá tuyệt vời luôn. Trước cửa khách sạn Hilton nha cả nhà mình. Là quang cảnh. Quang cảnh 9 giờ đi, đây là quang cảnh 9 giờ, 8 giờ rưỡi, 9 giờ. Ngoài biển, kẹt xe mà mình không thể ra bây giờ được, mình phải chờ. Mình chờ người ta ra một xíu đi, nó đông quá rồi. Ok, xin chào Hai Trí, chị có vui không con? Hỏi hết pin luôn. Quay được quay cú chó. Tội nghiệp mấy ông anh đứng đây đi canh xe. Có thấy không? Có thấy không? Thấy trên cao ở đằng trời ơi, thấy quay tận gốc luôn. Ở đây dầm xa hơn phải không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình ngày mai. Để coi ngày thứ hai mình sẽ làm gì nha. Bye bye các em.